xin giới thiệu tất cả anh em nhé. Vừa về CD5 204 sơn si gọi là sạch sẽ anh em ạ. Máy gầm thì đại chất tư nhân đăng kiểm dài. Trợ lực kính điện la răng đúc. Máy gầm đại chất sơn si thì nó cũng có vài chỗ cũng hơi bị xước xước xấu xấu anh em ạ. Nhưng được cái là giá là rất là rẻ đây. Chỉ có 45 triệu cho một em CD5 204. Đấy, sơn si sạch sẽ nhá, máy gầm đại chất. Giá rất là yêu, chỉ có 45 triệu anh em ạ. 45 triệu này. Đây, quả này là quả sức cua anh em nhá. Đây là lốp sức cua thôi chứ còn hôm qua thủng là thay vào thôi chứ còn của nó là đủ hết cái toàn bộ la răng xịn luôn. Đây, sơn si sạch sẽ, máy gầm ngon anh em nhé. Giá rất là yêu, chỉ có 45 triệu. Hiện tại xe đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn này. Cho mấy em CD5 đây, vài chỗ sơn nó hơi bị chóc này. Anh em nào mà mua về tỉa tót thêm. Giá rất là yêu, chỉ có 45 triệu. Tư nhân đăng kiểm dài. Hiện tại xe đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn cho mấy em CD5 sản xuất 204 đây. Trợ lực kính điện la răng đúc đây em nhé. À, quay cho anh em xem này. Ba đờ sốc nó hơi bị trong tróc xước sơn đây. Nói chung là xe này là sạch sẽ. Được cái máy gầm chất tư nhân vừa đăng kiểm xong, la răng đúc. Giá rất là yêu, chỉ có 45 triệu. Anh em nào mà mua thì xem xe tại thành phố Bắc Cạn nhé. Cho một em CD5 thần thánh sản xuất 204 đây. La răng đúc, trợ lực kính điện đầy đủ. Mà giá chỉ có 45 triệu. 45 triệu thôi anh em ạ. Đây, nhìn anh em nhìn thấy đẹp chưa? Sơn si bên ngoài thì sạch sẽ, chỉ có vài cái điểm nó hơi bị chóc sơn thì anh em về anh em có thể tỉa tót thêm. Giá thì là quá là yêu luôn, chỉ có 45 triệu. Cho một em CD5 sản xuất 204 là quá rẻ rồi anh em ạ. Quay nội thất để cho anh em xem. Nội thất thì em nó thì cũng sạch sẽ. Nếu anh em nào mà về mà có thời gian thì có thể là sẽ lấy xà phòng tẩy thêm mấy cái ghế này, nó hơi bị mốc mốc. Trần như cũng đẹp anh em ạ. Mà giá chỉ có 45 triệu thì được một em sản xuất 204 này là cũng là giá rất là yêu cho bà con thu nhập thấp. Và giá rẻ không bằng một con xe máy cỏ. Quá ngon luôn anh em nhé. Anh em nào mà cần xe thì liên hệ xem xe tại thành phố Bắc Cạn này. Cho một em 204, trợ lực kính điện la răng đúc, điều hòa chiết rét tư nhân đăng kiểm dài, mà giá chỉ có 45 triệu. 45 triệu. Xe hiện tại đang có mặt tại thành phố Bắc Cạn anh em nhé. Anh em nào mà mua thì lên xem xe tại thành phố Bắc Cạn. Cho một em CD5 sản xuất 204, trợ lực kính điện la răng đúc, máy gầm đại chất tư nhân đăng kiểm dài, mà giá chỉ có 45 triệu.